Ê, nó lúc nào lên vậy? Đâu? Dạ Tùng xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người trở lại kênh 66 TV của mình nha. Chiều nay anh chị em mình đi cuốn lưới neo cả nhà ơi. Trời, bữa nay để cao bên đây à. Để cao bên đây cao hồi. Sao sao mất cái nắp rồi để nó đi. Biết không? Kéo lại kéo tiếp anh tèo đồ. Kéo cùng đi neo kìa. Đi phao kìa. Lên lưới hả? Nay bắt bài cá hú vậy hai ơi. Nay là chưa cho em thấy quýt nghi chắc rồi đó. Mới có gà kéo lưới chút xíu rồi đó, ủi rồi nha. Nay vướng sớm quá. Mong rằng ủi cái này có cá. Rồi tắt luôn hả? Cái sủ lên hả? Thấy chưa, thấy cái sủ chưa? Thấy rồi. Lại gần gần mới thấy. Gần quá, gần vừa vừa thôi. Ủi tốn dầu mà phải có cái sủ mới có tinh thần chứ. Thì con cá sủ cả nhà ơi, mở hàng, mở hàng. Cá sủ là nó khi dính lưới dính câu là loại bao tử nha cả nhà. Có những cái anh chị cô bác nói cái này là cái bong bóng, không phải bong bóng nó nằm dưới này lên. Cái phần trên này là bao tử nha cả nhà. Ủa,
đổ rồi. Bự hay vậy. Trời ơi, ơi bự. Rồi, có lý rồi. Ê đi nó nổi kìa. Hay ơi. Nó luôn cái mỏ lên hay ơi. Wow. Nó bị phản sáng rồi cả nhà ơi. Nay mình cuốn buổi chiều á. Mặt trời lặn ở hướng kia. Mất không thấy kìm hả? Mình sẽ đặng cho mày. Ủa cái kìm nó đâu heo. Trời ơi, mình ủi chưa gác cái máy lên nữa nha, còn để nữa nè. Thấy cái sủ là tắt máy chạy lên liền. Rồi, cá hú luôn, còn cá hú đạn hai bự á. Còn con nó còn bồng bềnh ở dưới mặt nước kìa cả nhà. Bởi vậy em nhìn cái địa thế em định vị rồi, nó hai nay giống như chốc rồi. Ôi ôi cá bự. À rồi. Ok con dê. Ok con dê cái dê kéo dài. Ừ. Ôi nó bự. Con này hai cái nhà ơi. Ôi con này hai ký mấy á. Wow. Con đâu bự nữa. Vô. Ê, hai con này hai bự lắm nha, con với hai nhỏ nha. Mà con này với hai nhỏ mà nó kêu bự nhất. Nó nhỏ mà cái miệng nó bự chị hai ơi. Là quá là. Nhỏ mà nó có vỏ hả? Cá bự đi lại đi hai ơi. Hai con sau này cũng bự nữa nè. Wow con này cũng hai ký mấy luôn. Đã rồi. Anh hai anh gỡ xong hai con chứ hai chưa gỡ được con này nữa. Ai anh không chỉ mình mà chị hai tỷ hả cả nhà. Rồi nó mắc lưới. Wow. Vô bài rồi chú Vũ ơi. Rồi mừng quá. Chú Thím thấy mình dính cá chạy ra gỡ phụ cả nhà ơi. Cá hú rồi. Dạ. Nổi nguyên vậy dây luôn rồi nè. Qua đã rồi, chờ lâu nguyên dây rồi. Này kêu là nổi với bông gòn nè chú Vũ ơi. Đi thế rồi. Năm ba vô mẹ bự luôn chạy. Trời ơi. Lưới tài chính nhân vậy luôn quá. Dạ. Bữa nay cá đi đó chú Vũ ơi. Dạ, nay cá đi đó, nay ta lưới ông cũng hy vọng lắm đó. Đi theo bắt hết rồi. Trời ơi, lâu lắm một bạn dài luôn cả nhà ơi. Hôm đó tới giờ đó. Mới thấy mày cá này luôn á.
chú ủi biết ai ủi không? Ủi không? Không là tại hàng ủi lên. Con ủi mới lên đó chú. Ủi hên phải không? Dạ nãy chú Hiếu với chồng thấy con ủi không? Ủi hên có sủ đẻ hả? Không, có sủ đi trước xong rồi cái này. Trời ơi, nó đổ hoài luôn kìa. Nhiều mấy dối đem cái giọng ra mấy giọng ra qua luôn. Dạ. Nè 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 đó. Điện dương ba chứ dương ba lại dấu bóc mai lấy giọng hai cái chung cô ba lấy hai giọng mấy đem ra giọng. Ờ cá kiểu này sao mà đi. Ờ ừ. Tôi đó nó hết pin rồi. Ủa hết pin hả? Ờ thôi đem điện cho. Điện à. Ờ thấy rồi ta. Núi già nó kia. Lấy cái gọng. Lấy cái gọng ra ơi. Ôi, lấy cái gọng ơi. Cái gọng. Để nó chạy ra đi kêu chứ sao nghe. Cái họng của em lớn vậy đó mà ổng còn không nghe đó. Giật máy mà nghe chứ. Vui đi nó gì đó. Đúng rồi, anh cấp với lại là. Mừng quá cả nhà ơi. Trời ơi, nó đổ hoài luôn. Dài 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 luôn trời. Ghê hả? Mày cá này lớn ha chú Vũ ha. Quá rồi. Ê mày chạy ngược kéo vô mày lấy giùm tao hai cái gọng coi. Vừa lấy cái gọng. Hai cái gọng ngay chỗ cái vừa vừa chỗ mày á. Lấy cái gọng thôi. Chậm không? Nè. Quá chậm đi lên. Nè nó còn dài lắm. Nè, chút lấy vô đồ kem đi. Đang ngẩn. Ê. Hai cái gọng chỗ cái luôn chỗ trong cửa mày bước vô á. Dạ đúng rồi. Ở có ba xa nó hú lộn xộn luôn rồi. Vậy là mấy con này bữa nay nó ở chung rồi đi mày. Nhờ anh cúp chạy vô lấy cái gọng nha. Nay đi quên đem. Nay nước xuống cũng hơi nhanh nên phải gấp. Luôn mà chưa hết cá trời. Ghê vậy? Để ngoài đâu ngoài nè. Càng ngày nó càng càng nổi dậy lên nè. Càng ngày càng cá bự đi chứ. Anh ba, anh nắng không anh chơi, em cho anh mượn cái nón nè. Đâu ngoài luôn. Nè, em hết cần rồi, lăn lăn. Giờ này em hết cần nón rồi, hết nắng gì chứ rồi. Giờ này không thấy nắng nữa. Anh ba biết thợ ủi sao tiền lại không? Sẵn giới thiệu luôn. Anh ba biết không? Đây nè, đây, it's me. Cái gốc kia quá trời hả? Dạ. Không phải cái gốc đâu, cái này là cái kho báu của ông Tèo. Đừng nói cái gốc, như khi ta không quay. Kho báu này khó kiếm lắm. Trời ơi, ta lâu rồi, nấu rồi Tèo ơi. Nó bỏ đục tắt. Bữa nay kiếm cái con đậu đàn coi nó mấy ký ra chú Bụi. Trời ơi, cái đậu tới màu đỏ luôn rồi kìa. Trời ơi. Lưới ta bên vậy bên còn không vậy đó. Kìa đậu tới đặng luôn kìa. Lưới tay qua bên còn không vậy tới màu đỏ. Qua thì phải có người hỗ trợ, phải có mấy cô chú phụ giúp cả nhà chứ này anh chị hai mình làm hơi lâu. Trời ơi, nó nẹo như là dây pháo luôn rồi, liền con như rồi. Khích luôn nè cả nhà. Heo nó đấy cái giọng gì rồi. Ai không tin cho đây coi hả? Quá trời. Càng lâu càng cá bự nổi. Dạ. Cái này nó xe viền luôn rồi cả nhà ơi. Mấy lần trước á, cái viền nó còn bung ra, nó còn phình, con này còn nằm đây cái kia. Bây giờ dạ, bây giờ nó nằm nguyên hàng luôn rồi. Mẹ đi. Qua tuyệt. Mượn chạy lại pháo đỏ trước đầu lưới nó cá nó lội ngược không có chạy luôn quá
chừng rồi. À, thầy xe hay ạ. Trời ơi, nói là ngoài kêu kêu. Ai ạ, anh đang hả? Phải chị ba. Nghe tiếng chị ba mà. Kêu tiếng cô kêu nó lấy cho. Càng ngày càng cá bự cỡ càng ngày bự theo ơi. Dạ. Vô bầy cá lớn là nó cá to to mà nó bự mà. Quá hú đâu mà càng ngày càng bự. Hú càng ngày càng bự. Nè, càng ngày nó càng bự luôn nè. Vô trong ngay cái chỉ dùng gấp lấy dùng cái gọng. Mỗi càng bự kè con mà cũng già cá cũng đắng già. Kêu kêu vô chỗ gấp lấy. Con cá cũng đắng già. Càng ngày càng bự luôn đó nè. Cái này là sung sướng cuộc đời cả nhà ơi. Trời ơi nó mê quá rồi. Kéo kè ra đầu xích vô của ơi. Để nó chặt lưới quá à. Kéo quá nó giỡn được. Càng bé càng nó bự hơn nè. Rồi con nó nổi rồi hết sức bự vậy. Đó, và ông nói anh ba gì? Đó, chỗ này ông về ông bắt nguyên bậy luôn đó rồi sao? Mấy chuyện trước kiếm mà muốn chết luôn. Đó, bởi vậy. Trời ơi, nó còn nổi hoài tới kìa. Chết tao hai rồi. Gửi nổi không gửi nổi thì cắt lưới bỏ ra. Trời ơi, tao la. Giờ quay sao giờ không biết. Giờ nó dài dài rồi không biết quay sao luôn. Quay con cá là sao đi. Trời ơi, cái bụng. Cũng giống thịt của hai. Bởi vì mới kêu quay nè. Đẩy ra nó hay vậy. Nó sức bài cá. Trời ơi, nó đẩy chừng coi chừng cá đó. Nó coi. Giờ thấy tôi vô phủ là thấy trước đụng lắc nó ngang đi. Có không anh ba trời. Ấy giọng nè, trời đi mà. Không vậy là nó lấy anh cái rồi. Anh ba là giới thiệu cả nhà, đây là anh ba vợ chồng của chị ba mình đây nè, mà ổng là dân đánh cá đó, đánh cá biển luôn đó, mà về thấy cá nó nước ngọt rồi vẫn mê cả nhà ơi. Trời ơi chưa có quay được cái gì hết trơn, trời quay coi. Tao quay gì đâu, cá đổ tới đó hả? Gỡ cá không? Buộc xuống từ vòng qua đây đi, cắt bên đây đi. Quay được gì cho nha. Đây được, không có chặt quá. Wow. Gỡ. Nào, lòng gỡ cá ra. Người vừa để quá, để cho nó phạt phạt dưới thì để quá nó chết cá. Nó phù nước. Ừ, phù nhất. Đó. Anh tin chưa? Nói chú mẹ lấy quà, kèo chú cái này, dạo này chắc chồng mấy ký, quên chào có thể làm gì nữa mày. Ủa, có thấy nổi gì phình dài dài kìa. Hết biết con cá hú này có bự nào không vô ơi. Ê, cho nó qua giọng đi, cho nó qua đục đi cho nó sức. Hết tiếng cá hú nè. Con cá giọng hả? Hai cá. Nè. Hai con. Thấy anh thấy cái giọng lên qua đây đi cho anh ba ông thấy. Thấy cho nó có nước nó sốc. Mãi giỡn vậy. Đây. Chở. Nè cái giọng nè. Cái được rồi. Đem ra đây, cá đây, 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 quánh quá trời hết luôn rồi. Ở phía sau thì anh Cúp đang lấy số cá đó để vô gọng ở nhà ở trong đục. Tại vì nó đầy đục rồi. Nhớt ra nhiều cá nó ngọt. Cũng nhờ mấy anh em ở sớm ra phụ cả nhà ơi. Bắt hết trong đục đi, dễ liền. Trong đục ra hết luôn á. Để chung cái gọng đó liền, bắt hết trong đục đi, ở trong gọng đi rồi bỏ cọc nó ra. Giờ tao bỏ vô trong cái gọng luôn đi, cho nó bắt trong cái gọng, bỏ vô đục lại hả? Không
Đụng hết ra đi để cho bọn họ chết kìa. Lại nó, đụng hết ra đi. Không ở ngoài vậy đó, họ không chết vậy. Nhớt nó ra, họ lại động nó ra. Nó điếm gì nãy giờ nó lo bám thịt trâu. Thôi đem theo không quay được chân quạo nãy giờ. Được rồi, nãy giờ rồi đó. Kêu cháu lấy khí thế luôn. Quá vui quá mừng cả nhà. Ở đâu? Thấy cây thủ mà. Ê, nãy giờ xin tầy mình không có chuyên nghiệp mình gỡ mới được con con. Ăn lương không bằng nhau mà. Con gỡ là được, còn mình không có chuyên tình lắm mà mình không có chuyên nghiệp. Ôi ôi, con cá xa nè. Trời ơi, con cá xa nè. Nào bắt nhiêu ăn nhiêu. Hết biết con cá bà xa nè. Giải cứu con cá bự trước đi, giải cứu cá bự trước đi tí mà. Khủng khiếp à. Chưa ai nói gì. Hồi nãy chỉ thờ mà cá quá tay. Chưa. Có đó, cái bụng nó đứt. Con cá. Khủng khiếp cá này coi nè. Gần ngày ha. Từ từ. Đó, nó ra cái đuôi rồi đó. Dạ. Vô. Điện thoại của tôi đâu rồi? Đưa điện thoại của tôi đi. Đây. Về quay đi chứ giờ hết quay kịp rồi. Tao tu kịp hết trơn à. Tu làm kịp hết trơn qua cái đồ quỷ này để ta qua đây đó mà. Động hết rồi đó. Dành đủ. Cá này là chuẩn bị hết rồi đó. Dọn cá rồi biết rồi. Hết à, hết cá luôn hả? Hết vậy rồi đó. Qua ngày rồi. Để trong này đi cho chắc. Giúp lưới bắt bọn ở ngoài kệ đi. Ừ. Cô chắc này nhiều rồi phải không? Bỏ bớt cái này nguyên bài cá muối luôn. Nó lộn má sửa máy má lên máy mà buồn cái ghen cái thằng này. Ôi ôi con nhớ rồi cả nhà. Nhớ đem ui. Ờ mâm đen đen. Đang như đen đen dài kéo qua nó hết thấy rồi. Đúng rồi đúng rồi. Nó lướt đàng hoàng lại nào phân luôn nè. Phân lại đằng ngáy luôn nè. Quá trời. Còn hả chú? Còn còn hay ơi. Còn nghe. Còn nghe. Còn nghe. Ăn thua ngựa bẻ ngạnh mang hoài con hoài. Vậy thôi anh bẻ ngạnh hoài đi đâu đó kìa. Còn. Bẻ mòn hai cây kìm rồi chưa cá phải bỏ cho ê bỏ mòn hai cây kìm bẻ mòn hai cây kìm mà chưa có cá giờ bỏ đó lôi lại rồi ngồi đó đi quay gì đó mày quay đi không mà cả nhà ơi để cho nó quay heo dữ lắm rồi ơi cá gì cái tèo má tôi nè. Còn không anh Bụt? Còn nè. Trời ơi còn một nồi nữa kìa. Dậu dậu khăn lưới này lên đi. Dạ. Đang để anh lại cái dạ. Hả? Đây đi dưới cái gì thêm. Còn dính cái đây nè em Huy ơi. Dục cái cục này xuống sông heo. Heo. Dục cái cục này xuống sông. Chết hả vậy? Trời ơi. Ba người lên chơi tình cảm như ta. Không à. Không. Có con nó cũng bị ấy à chị ơi. Dạ cá nhiều phải chịu. Con. Còn lên tim. Còn lên tim nha.
con trong đó nhìn mà thấy mở nổi là cái mũi như ngang như vườn khô mà nó bở thỉ mà không tin. Không thấy nhấp vô trắng 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 trắng. Trời ơi, dân trong nghề ta nó liên đầu hai mà còn chạy vô là quen. Bà thấy em xôm 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 khòm khòm xôm xôm là mới chắc cứu nha. Cận sư bày cá thì xứng đáng đi chứ, cá bự bự không à. Ê, bà có thấy nó chặt không ấy bỏ được. Dạ, không chặt mà coi thôi, đừng bỏ nó đi, bỏ đục đi. Cá này chưa bán ảnh nha, cái kia kìm với vợ kìa, cái kia kìm đó. Rộng rồi đó, khổng lồ đấy. Cá nó bự kìa. Thôi, không còn, còn là con. Dạ còn. Còn trước nước cá chanh giờ nó ngon mùi thấy sợ luôn á ơi, nó tầm tầm giật cá đây nè, hai ba con luôn nè. Trời ơi mẹ đi lậu tới lưới ta không kịp nè. Qua tính về xe đét mà không đi không kịp tới xe đét rồi lắm rồi. Trời ơi đâu thử con đó. Trời ơi đây nữa đâu mày chưa bán ngành đâu con cái đó thứ già luôn trời phí thôi. Bẻ con này cái đi cho bà dễ gỡ nè. Nè cá nọ nữa nè. Lên tao lên cấp. Còn đây còn gì còn. Đó. Tôi chưa thấy gì chân nha cả nhà. Tôi diễn ra, tôi diễn ra chưa thấy gì dưới đây hết. Sao nặng vậy? Cá bự á. Sao nặng vậy? Thôi hết rồi mình chở đặng đi. Chở về quay lại vị trí cũ. Trời ơi, bữa nay gặp đồng nghiệp livestreamer. Tôi không là livestreamer, tôi chỉ quay trực tiếp anh em. Nói gì cũ á, nói âm chơi thôi. Gỡ cho tôi, tôi gỡ cho một cái chén, cảm ơn trời. Dạ, gỡ cá không chén hả thêm? Đạp rồi mới nói. Ủa dính rồi hả anh? Không có nghĩa là... Bà con hả? Không biết dính nhiều không, không mà chừng ngay cái gai mẻ không rồi lụm gai không bỏ vô đây thùng bê luôn. Chạy máu rồi trong nay đi. Dạ hay máu rồi anh em ơi, đang vậy luôn nè gai không đây, cái này là của bé Thảo nè. Số một mà công công mà đây là có hãy như chú bự luôn nha, lại gà cả nhà. Cá mà nếu con hết nổi lụm gai không mà đầy thùng bê luôn. Quá nổ, quá nổ. Không lao. Để qua cậu bài. Qua chừng. Cái này tới phao chưa? Chưa. Tay kia dính nguyên bầy gì nữa thôi. Trời ơi. Cái cá mà nó bự nó cuốn dạo. Nó còn sống không mà sao thấy nó im rùa. Còn dễ. Nãy giờ tao bẻ ngạnh. Đâu á, quậy. Nói chung nha, cái nào nó thiệt luôn. Cô đọc tới tôi à. Gọng tháp này là của tôi, gọng tháp. Gọng tháp này là của tôi. Gọng tháp này là của tôi. Gọng tháp này là của tôi. Vô. Vô liền. Một mũi đi. Vậy. Cái là bốn người bên đây là hưởng bên này. Còn bốn người đó hưởng đây. Bên đây nó chơi chơi. Ai nghe đó, cô nói. Anh em lại chơi. Chơi. Dạ, giọng nhau, giọng cho anh mũi ai của mình đó. Bè vô không, bè vô. Bè giọng kia luôn ha. Ai cầm cái gì nữa, vậy không đó. Ông hú gạo rồi ra. À, nói chung tự giờ nó dính cá nhiều quá thì mình gỡ tiếp thôi, giờ còn ít ít mà lưa thưa vài ba con để hai chồng gỡ nha, vô à. Hai vô. Hai cũng vô nha. Tiếp. Rồi tiếp. Vô luôn. Vô đây, vô đây. Cá vô bự ơi. Chắc nha. Thôi. Cái này nó nhỏ thôi. Cái rất là nhiều nhiều. Đi đó. Không chạy nhiều quay chăng là nha. Con đi lạc. Chưa hết, chưa hết. Nhờ chú Vũ với lại anh Cúp. Ủa anh Cúp không có đem vô hả? Ủa cái giọng này đấy này hả? Hả?
rồi. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Ông đâu không thấy, ông không chỉ đó. Không có thấy không? Không. Tưởng đâu ta. Ê, nó lú đầu lên nó làm gì vậy không? Tưởng đâu chơi xấu không không chỉ chứ. Vậy mà nãy không gửi gì nhà hai người đi qua xuồng cúp vô cho lẹ. Bốn người lên xuồng kìa. Tôi cái xuồng đó nó không cảm, còn xuồng nó thẳm ghê lắm. Mình còn cái khúc lưới nữa hả? Trời ơi, vậy sao? Vậy là tính ra ta lưới ngắn mà nay chiến đấu như vậy. Cả nhà thấy đó, thường cá hú ba sa nó dính bầy là nó dính một cục vậy đó nha. Khi mà anh hai tới cái đuôi hết là hết à, chứ nó không có lây gai, lây gai là đi lạc không đó. Bữa nay đánh trận lớn cả nhà ơi. Không, kinh nghiệm đấu trường của em cái này cũng lên rồi, ra nhìn tay lưới, nhìn vị trí đã mới gồm ra quýnh ngay chắc rồi. Anh hai mình còn một tay lưới nữa. Cái tay lưới này là gần hết rồi. Bữa nay cá nó đi rồi, bữa nay cá nó xuất chuồng, nó đi ăn kiếm ăn, mong rằng thay lưới sau chín một bầy nữa. Cái sau mình khỏi điện thoại khỏi gì chứ, mình đứng mình ngoắt cái là biết rồi, là anh cúp chạy ra, chú Bủ chạy ra đi rồi. Ở quên nữa, chú Bủ bữa nay họ không đi cứu thay lưới không nữa chứ. Mong rằng chú Bủ cũng trúng bầy cá cả nhà ơi. Rồi hết lưới rồi đó. Giờ này anh em mình đem cái gọng này vô cột ở nhà trước đây, mình mới cuốn thêm tay lưới nữa cả nhà ơi. Trời ơi, trời canh quá vậy. Thầy hơi đổ. Với lại anh là vận động viên bơi lội hay sao? Là anh cầu lội, hỏi là lão nhỏ kia đưa về lên lội luôn nè. Tính mời vô lấy anh, cảm ơn cấp nhiều nha. Ê, cầm cá vô. Thầy hơi để đi má ơi, bạch trên tỉ mà. Mà nó ngồi vô bắt nha. Ê, ôi. Dạ có, con cũng có 3 kg bự á. Đồ mẹ Thảo không nói con nói chuyện. Trời ơi. Hồi nãy nói chuyện tính queo, giờ này lại ôm nó thở rồi kìa. Ôm nó bè. Còn lại nó nói câu cái nói đi. Rồi. Tới lưới này anh em mình được hai cái gọng bự nè. Đầy đầy hết trơn rồi, trong này cũng còn nữa kìa. Gọng này đem theo. Con này là con cá sủ. Có cá sủ là con trâu, mà con trâu là đầu cơ nghiệp nè chị Thí. Dính con này xong mấy nó mới nổi nguyên cái bầy lên. Đúng rồi. À đúng rồi. Nó dẫn luôn rồi nè. Cá sủ nè. Ơi. Chị Thoa. Trời ơi, nãy chị Thoa mà bơi ra ngoài chị Thoa coi kìa, nó nguyên dây kìa. Tôi trong đây tôi thấy rồi. Tôi mới chỉ mấy người này nè, tôi nói dính cá quá trời rồi kìa. À. Ông Hải ông nói trời. Ê. Rồi ông Hải còn la trời ơi nữa chứ. Nó phình lên hai thằng Tụng đâu thấy đâu, nó lòi gỡ rồi. Rồi cái tôi thấy thằng Tụng nó gỡ chút mũi nữa. Chút mũi là thấy nguyên nụ lên thì đó, tôi nói rồi. Ông càng lên quá chị thôi. Còn tay lưới nữa, anh em đi ngoài mong rằng dính con bầy nữa kìa. Chết hai con. Có tự chặn rồi. Con này nó còn sống. Con nó còn ngớp kìa. Ngớp ngớp hồi cũng chết rồi. Xong rồi đâu. Nó yếu lắm rồi. Thôi, anh em mình lên đường. Cuốn tay lưới thứ hai cả nhà ơi. Còn tay nữa anh ơi. Lượng cá hú nó vừa nó cay cháo anh đi, nó còn ngớp ngớp kìa.